Em ơi, xương gầm trụ đây em nhá. Đây chị quay tất tần tật các cái loại luôn, từ to, từ nhỏ, từ một thân đến nhiều thân, để sau đấy em ưng cái loại nào thì em báo chị nhá. Đây cái hàng bé nhất thì nó cao khoảng tầm 30 cm như này. Còn nữa là hàng to cao hơn thì nó cao khoảng 70-80 cm một trụ một cây. Tiếp đến là có những cái hàng đây, những hàng rất khủng như này. Ví dụ như cái cây này cao khoảng tầm 1 m. Cây này là cây gọi là độc đáo nhất tại thời điểm bây giờ luôn, là cây này nó đang có nụ. Nhưng mà nói chung vận chuyển đi thì cái nụ này cũng dễ tèo lắm. Đấy. Vận chuyển bằng xe thô với cả xe khách thì may ra còn lấy được, cái bưu điện thì cũng khó. Đấy. Thế còn đây nữa là đến cái loại thể loại là một chậu hai cây. Đây thì có những cái chậu như này 2-3 cây. Chiều cao của nó với cao khoảng tầm 80. Tiếp đến nữa là nhà chị có những cái chậu, một chậu 3 cây rất đẹp. Đây là những cái chậu như này, đẹp chưa? Thì cực kỳ đều đẹp luôn. Đấy. Thì có 2 chậu như này. Đây, chậu này cũng tương đối này em. Chị sẽ phải đứng ở các cái góc cạnh khác nhau như này để em nhìn. Đây, đây. 3 cây đẹp lắm. Chậu nó bầu đất nó to hơn. Và nữa là có những cái hàng khủng cao khoảng tầm như cái kia chắc phải tầm được 2 mét luôn. Nhưng mà hàng này thì không vận chuyển xa được đâu, bởi vì bó bọc vào thì cái đầu kia nó rất là nguy hiểm. Còn cái này chỉ có thuê xe thồ hoặc là thuê xe tải thì gần thì là chở được, phương tiện bằng như thế thì nó mới giữ được cái an toàn cho cái cây. Chứ còn gửi bưu điện thì chắc chỉ dám gửi cái cây nhỏ nhỏ có cọc này này thì là đảm bảo này. Còn cái cây này sợ chiều dài hơi dài quá, đến lúc mình bó buộc lên người ta vận chuyển nó khó. Đấy, cây các loại nhà chị thì như thế nhá. Em xem em ưng cái chậu nào thì để chị báo em. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua xương rồng trụ, xin vui lòng alo nhá, 0977973535. Với cả qua đây thì bạn cũng sẽ thấy đây. Đấy, khi mà cái cây nó lâu năm nó lớn lên thì nó có dài, nó rất dài như này và cực kỳ đẹp luôn ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.